tiên, mình sử dụng base mat của Shu để giúp cho phần mắt lưu màu lâu hơn, bám hơn. Có thể dùng base mat có chút ánh nhũ bắt sáng thật nhẹ nhàng cho phù hợp với concept. Dùng tay hoặc cọ tán đều và mỏng trên bầu mắt các bạn nhé. Dán một đoạn băng keo ngắn theo đường đôi mắt như mình. Việc này giúp chúng ta nhấn đôi mắt dễ dàng hơn, sắc nét và không bị lem phần mắt đấy. Tan nhẹ phần mắt tông nút sáng lên toàn bộ bầu mắt. Với bảng màu mắt này thì mình lựa chọn mã màu It's No Time. Sau đó mình dùng cọ nhấn nhỏ, đầu nhọn một chút, lấy phần mắt tông nâu trầm, màu Cocoa Got Fun. Nhấn đuôi mắt và đầu mắt, tạo hiệu ứng tan đều và chừa loại đoạn chính giữa bầu mắt nhé. Mix hai ô màu để tạo màu nút da, giảm nhẹ lên chính giữa bầu mắt, phần mà mình vừa chừa lại. Sau đó chúng ta sử dụng nhũ mắt lấp lánh, có thể mix hai màu nhũ để được màu ưng ý nhất, giảm nhẹ nhàng vào giữa bầu mắt, tạo hiệu ứng cho đôi mắt lấp lánh, bắt sáng cho đêm tiệc nhé. Dùng cọ gel để kẻ đường eyeliner từ đầu mắt đến tận đuôi mắt, sắc nét và có đuôi hướng theo đường băng keo dán lúc đầu. Bây giờ thì bóc miếng băng keo ra thôi. Mình vẫn lựa chọn kem lót Marshmallow cho lớp nền kiềm dầu, lâu trôi và đặc biệt mềm mướt trong mùa đông này. Đây là kem lót có màu, giúp nâng tông da lên một nửa tông nên chúng ta không nên dùng quá nhiều. Dùng cọ tán thật kỹ, đặc biệt là vùng chữ T nhé. Mới sắm em kem nền Dior Nude E nổi tiếng đây. Đúng như tên gọi, chất kem lỏng, nhẹ, thiết kế như dạng serum ý. Apply lên da mặt tạo cảm giác nhẹ nhàng như không luôn. Đặc biệt làm đều màu da hoàn hảo, che khuyết điểm thì ở mức độ tương đối thôi. Những bạn thích makeup mỏng nhẹ tự nhiên nhiều độ ẩm thì đây là sản phẩm tuyệt vời. Quan trọng nhất là khả năng cover lỗ chân lông, tán trong lớp nền căng mịn cực kỳ luôn. Cuồng thâm mắt luôn là nỗi đáng sợ của mình, tại vì hay phải quay khuya, nên là phải dùng đến khả năng che cuồng thâm siêu tốt của em này. Chấm kem theo đường cuồng thâm, rồi dùng cọ hoặc ngón tay áp út tan dần ra là được. Các bạn chú ý che cuồng thâm thì nên dặn hoặc là đập đập cọ nhé. Đừng miết, miết nhiều sẽ làm kem che khuyết điểm bay đi hết đấy. Với các vết mụn hay là các khuyết điểm có diện tích nhỏ và khó che hơn, thì mình nghĩ các bạn nên dùng che khuyết điểm dạng stick hoặc là dạng kem đặc, tại vì nó có khả năng che phủ tốt hơn đấy. Cũng giống như sản phẩm kem nền cùng dòng thì phần Dior Nude E này cũng rất mỏng, nhẹ nhàng và cực kỳ mịn. Các hạt phấn micro giúp bám lâu mà không hề bị dày, nặng mặt hay là bị bí lỗ chân lông gì cả. Chỉ cần dùng chổi, phủ nhẹ nhàng là được. Dùng chì kẻ mày tạo dáng lông mày hơi cong một chút. Lần này mình chọn bút chì đá. Đặc điểm của loại chì này là phải kẻ kỹ một chút mới lên màu nhiều, không bị đậm hay là bắt màu quá như các loại chì khác, nhưng mà vẫn vô cùng tự nhiên và nhẹ nhàng. Với concept này thì chúng ta có thể chọn loại mi dày và đậm hơn bình thường một chút cũng được. Sau đó trải mascara, kẹp mi cho cong. Các bạn nếu bấm khoảng 2-3 lần thật chắc tay sẽ giữ độ cong của mi lâu hơn và mi thật mi giả sẽ ăn xăm vào với nhau thành một, không hề bị lộ đâu. Nhấn nhẹ viền mắt phía dưới bằng phấn mắt tông nâu là hoàn thiện nhé. Dùng cọ highlight đánh vào các vùng chữ T, vùng trán, dưới mắt và cằm. Mình hay dùng loại cọ có chất liệu giống như cọ phấn, nhưng nhỏ và thuôn dài để đánh highlight. Và đừng quên đánh thêm một chút vào phần dưới lông mày nhé. Đánh shading cánh mũi nhạt và gò má nữa là xong. Không bao giờ mình quên bước che khuyết điểm môi, tại vì viền môi của mình hơi đậm màu. Mình rất buồn vì cái nhược điểm này luôn ấy. Che lại cho màu son được lên tươi tắn và chuẩn hơn.
đánh son kem Liss Trendy lên cả môi. Mình chọn tông hồng cực xinh, yên tâm là màu hồng này không hề kén da tí nào đâu nhé. Đừng quên dùng cọ xéo dặm nhẹ chút má hồng phớt nữa nhé.